phần thi thanh lịch và ăn uống thì dĩ nhiên với Japan sẽ có rất nhiều lợi thế quý vị nha. Miss India. Ok, kính thưa quý vị, phần thi này có lẽ là sẽ là một cái phần thi rất là căng thẳng luôn. Miss Mongolia. Chết cha, cái này chắc phải đổi bánh mì cho nó ăn mới được. Miss Taiwan. Là cái phần này cô sẽ rất là khó khăn để chấm, bởi đây là những thí sinh rất là có thể nhìn qua bề ngoài có thể biết được họ rất là dày dạn trên trình độ ẩm thực đó thưa cô. Nãy giờ cô tưởng là voi diễu hành không có chứ? Dạ, cô nhìn không làm đâu, đó là những thí sinh của chúng ta, họ có tình hình hơi ngoại cỡ bởi vì chúng ta có một cái tiêu chí là sắc đẹp là của bản thân, là không có giới hạn, không có chuẩn mực nào cho cuộc thi năm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bánh truyện ngữ. Chúng ta sẽ dùng một chiếc bánh chuyển ngữ để có thể tiếng Anh nói tiếng Việt được một cách thông thạo nhất. Bánh gì đây ạ? Bánh bía. Đây là một món đặc sản Bắc Giang. Bánh chuyển ngữ ạ. Đây cho hỏi, xin lại cho Bé Ba một cái bánh đi ạ. Cô nghĩ là mình sao em không đưa cho Bé Ba cái nào hết vậy? Ăn rồi. Mẹ nó ăn nhanh quá không thấy luôn. Cô nghĩ là mình nên cho mỗi người một lóc đi ha. Em cũng nghĩ vậy thôi cô. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời 4 thí sinh bắt đầu ngồi vô. Dạ, cho xin thêm 2 cái ghế đi cho ban chấp 2 cái ghế lại mà ngồi mới đủ ạ. Dạ, Mông Cổ cũng vậy à, 2 cái ngồi mới đủ. Xin mời bộ phận kỹ thuật mình gia cố lại mấy cái ghế như này mà. Dạ thưa cô có đánh giá gì về thí sinh này không ạ? Dễ thương, trời dễ thương, trời cô thích em ạ, 5 điểm, cộng cho em 5 điểm, dễ thương. Trời ơi, chưa từng thấy con bé nào mà làm giả cái ghế phải dễ thương, trời mắt trời cũng chứ. Thí sinh này trừ 10 điểm thanh lịch nha. Cái mặt rất là bậm trợn nha. Do là thái độ phải không? Đúng rồi, vô tình con người này cố ý. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn cô, xin mời cô ngồi ạ. Rồi, cô xin phép cộng 5 điểm thanh lịch cho người đẹp India và trừ 5 điểm thanh lịch mỗi người. Tại vì ngồi trước cô. Riêng thí sinh Japan trừ 10 điểm thanh lịch tại vì ngồi chỗ của cô. Xin mời Japan ngồi đúng chỗ của mình đi ạ. Và các thí sinh vui lòng là mình giữ ý tứ để chúng ta có thể giữ được số điểm cao nhất ha. Thí sinh Japan em bị trừ 5 điểm thanh lịch. Tại vì sao? Tại vì cái khăn này quất vô mặt cô vậy làm sao mà cô chịu nổi. Sao em ý kiến gì không? Không, em đừng có khóc. Không, không có buồn. Nói nghe nè, không có buồn, không có gì phải buồn, phải khóc hết á. Thi mà, cuộc thi mà không có gì hết. Đường đời mà ai đồng không có gì. Dạ cô ơi, cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ không phải là nơi tâm sự ạ. Dạ cô lộn với bia ôm hay cà phê ôm rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với món khai vị đầu tiên. Đó chính là cơm cháy chà bông. Đây. Quý vị, và để sử dụng cơm cháy chà bông như thế nào là một người con gái thanh lịch, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta cùng chứng kiến các thí sinh Hoa hậu chúng ta sẽ ăn cơm cháy chà bông của Việt Nam. Xin mời em Mongolia, em có thể là hỗ trợ cô mình dời cái bình bông qua một chút được không ạ? Cái bình bông nó che mặt cô đó. Trời ơi. Thưa cô, tại vì em ăn chay á, cô có thể nào gọi món cho em được không ạ? Thí sinh này ăn chay. Dạ, ăn chay nhịn nè. Dạ, tại vì cuộc thi là đâu có quy định là thí sinh ăn chay ăn mặn được ưu tiên đâu, ăn chay nhịn rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ không có thử thách được với các bạn này. Dạ có phần uống nước mà cô. Ăn chay cũng đâu có phải bỏ nước được. Ok. Sao ạ? Em xin phép được chị ơi, mình dựa vô đi chị. Nhưng mà xin thông báo với cô thí sinh Mongolia là cái bánh chuyển ngữ hồi nãy là bánh mặn à. Rồi. Hồi nãy ta đã ăn một cái bánh kia chị Phú Cúc à. Thôi ăn rồi. Và lý giải về hành động này có thể là mình có một cái câu nói nào để lý giải không ạ? Xin mời người đẹp Mongolia. Em ăn để em cúng cho bản thân em để em sám hối. Sám hối rồi. Em tưởng chị cô hồn không ăn hương ăn hoa. Rồi, hai thí sinh Mongolia và Taiwan mỗi người bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Dạ cô ơi, cho em xin phép được không ạ? Sao vậy? Mình bớt nhạc xíu được không ạ? Dạ kính thưa quý vị, cô, cái này em nói nó hơi tế nhị xíu, nhưng mà hình như hơi thúi cô ạ. Em nghĩ là hình như là trong bàn này có người vừa dance. Không biết là ai dance vậy? Tôi không địch. Em lại càng không địch luôn. Không địch. Tôi càng không dance. Vậy ai dance? Cô Thủy Trang. Cô ơi, mình là giám khảo mà sao cô kỳ vậy? Cô địch rõ ràng. Ủa, đó mà. Bình thường mà em. À, cô địch tức. Tại sao? Bình thường mà. Tại sao trong một cái bàn tiệc sang trọng như vậy là cô lại địch? À, cái này là cái nhu cầu sinh lý mà em. Có lẽ nó tới rồi rồi xăm cô làm sao cô ném rồi em. Rồi, với lại em không. Tại sao nghe. Cô không nhíu là? À, xin lỗi là cô nhíu không được à. Cô lớn tuổi rồi. Cho nên là nó giãn hết rồi đó. Ok, mời các thí sinh bắt đầu. Các em biết sao không? Ông bà người ta có câu sao? Cái địch là cái trời cho, người nào không địch ốm o gầy mò. Dạ, ở đây là mấy em là địch nhiều hơn cô đó. Dạ, em như vậy đó. Trong bài này cô ốm nhất. Rồi, mỗi người bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Ủa? Tại vì chỉ tay vào mặt cô. Rồi, xin mời các em sử dụng món. Dạ thưa cô, mình có phần đánh giá cho các thí sinh không ạ? À? Mình tới đây để đánh giá và chấm điểm chứ không phải ăn à. Rồi, các thí sinh mỗi người bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Cái thứ nhất, chúng ta có đũa để làm gì? Để gắp, chúng ta không có được bóc đồ ăn như vậy. Em xin trừ cô 10 điểm thanh lịch vì không nhìn em mà trừ. Không, khoan, em là tại sao người ta mời em nhưng mà em cứ vậy làm vậy nè. Em từ chối, ai từ chối nhưng mà không có lịch sự. Quát quát. Kem xí. Đất nước em bóc không mà cô. À, không đi ra hả? Cũng đùa đó. À, trời. Tôi có cộng em 10 điểm thanh lực. Cô bậy quá, cộng là em 10 điểm thanh lực. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, hết thời gian cho món khai vị ạ. Xin mời món khác ạ. Dạ, xin mời phục vụ ạ. Kênh thưa gì, món thứ hai. Các địa điểm của chúng ta phải chạy qua. Và phần thi này chúng ta sẽ uống nước sau buổi tiệc ạ. Hộp vịt lộn Việt Nam. Dạ xin mời các thí sinh. Vụ nó ra mà nó giống như nó được phép vậy đó. Cô ơi, mai mốt đổi chỗ thì nghe phục vụ trang điểm tặng hơn tụi em nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với món hộp vịt lộn. Thí sinh India cho cô hỏi một câu này nha. Cô sẽ kiểm tra kiến thức của em một chút. Thì thường thì chúng ta sẽ ăn hộp vịt lộn vào những dịp nào vậy em? À, thường ăn hột vịt lộn là những lúc mà bị bồ nó xù kèo á, là xui đó, mình ăn xả xui là qua nhà xa bồ nó hẹn lại. Hiện tại em có bồ chưa? À, em còn là độc thân. Dạ thưa cô, mình ăn chay mình có thể uống nước à. Gù gò đen. Thí sinh chụp đen em bị trừ 5 điểm thanh lực nha. Ở đây chưa có ai đụng được cái gì hết mà em ngồi mà ăn rồi. Xin mời em dừng đũa giùm em, dùm chị đi ạ. Ok, được, chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ? Thí sinh vừa quá hoảng hốt mà không có kiềm chế được cảm xúc, mình trừ 10 điểm. À, chúng ta có thể nào mà mình ngưng lại một chút được? Mình bạn đi còn đợi gì nữa ạ? Dạ, xin mời. Trời đất ơi, thí sinh Taiwan, em bị trừ 5 điểm thanh lực nha. Tại vì em đặt cái trứng lộn như người vô đầu của cô. Rồi, dễ thương. Ha, có bé thì ok là còn cái nào, còn cái trứng làm cho cô đặt cái rồi. Dạ thưa cô, mình ăn hột vịt lộn mình phải dùng nước. Xin mời. Ôi thôi chết rồi, nó ăn hết rồi còn gì đâu, đánh giá cô chưa kịp nhìn luôn á. Amit Sapan kiềm chế là dạ có 5 trứng nó vuốt hết mẹ, nó 4 trứng rồi. Rồi ăn cái gì nữa trời. Vô đi, vô đi. Cô sợ cô. Sao vậy? India không uống nước à? Đi trừ điểm à? Các bạn này rồi. Thưa cô không uống nước bị trừ điểm nha, tại vì mình mời mà người do nè, do 100% đúng rồi luôn không ạ? Dạ ai uống không hết mình bị trừ 20 điểm à. Phát hiện biết ăn rồi. Dạ, mong 4 đứa này mỗi đứa trừ 5 điểm thanh lịch nha. Tại sao? Uống rượu rồi sao? Thì phải uống rượu là phải như vậy anh. Uống rượu anh. Cô ai mà vậy? Cô trời ơi, tao có trừ điểm em. Không, sao có trừ điểm em? Thí sinh để trừ thêm 5 điểm bên lịch nha. Cái tội đi khi mà không có rái lỗ tai. Ủa, cô nói là uống là phải dỗ em, kêu uống mà. Thành ra em chưa dỗ, tao có chị điểm em. Xin lỗi nha, cô xịn quá rồi. Cộng thêm 15 điểm. Cô cộng cho em 5 điểm anh Lịch. Không, trừ tao 10 điểm qua có cộng có 5 điểm không được. 15 điểm. Cái đó là quyền của cô. Rồi, ăn đi. Cô uống nữa à? Uống nữa. Vô. Thí sinh Japan mình có thể mình ngưng ăn một chút được không? Chết cha, thí sinh Japan nó vô tiệc nhậu luôn vậy kìa. Ăn đi em. Ăn cái này luôn đi em. Dạ ok rồi. Dạ được rồi. Dạ. Em cảm thấy là lo lắng cho Japan rồi đó. Hết 2 ly rượu đế bò đen rồi. Trời ơi, dở quá. Hầu như lộn dở quá, ăn được nữa trơn á. Thấy sao Japan bị trừ 5 điểm anh Lịch nha. Ê, em ăn hết cái... Em luôn mà em còn nói trời dở là sao? Không, cô em đi ra đây, cô ra đây nói chuyện con. Đây. Đây, cô đây đây. Ủa, rượu đế mà không có ngồi trên bàn được. Anh em cũng ngồi nói chuyện. Ở dưới cũng nhìn nha, em mập đầm á, vô, à, uống không ừ, vô má, gặp hơi không, yên ương nha. Dạ thưa cô, dạ mời cô ngồi dậy, dạ mình phải giữ tác phong của cô chỉnh trang ạ, à. Xin mời ạ, à. Cô đứng, ai bà già, chết mẹ bảo giờ cô chỉnh trang xỉn rồi, thôi cấm cái món này đi cho nhóm sau cô. À, rồi mình cho qua đi, cho qua món này cô chỉnh trang xỉn rồi. Dạ dạ, đừng cho bỏ dạ. Em khiếp. Các thí sinh đây, à dạ. Chết cha cô xỉn rồi. Cô chỉnh trang còn chỉnh trang lại xỉn thiệt rồi quý vị. Chỉnh cái đầu của lại chứ cái đầu của xúc rồi. Dạ cô chỉnh trang là xỉn thiệt quý vị nghe. Chết mẹ diễn chưa hết show nữa là nó hết nó xỉn rồi. Dạ thưa cô. Cô ổn không? Giận về đi. Uống à, ngon quá à, trơn trai. Còn không? Dạ hai bảo vệ ơi. Ai ơi. Ê nó nghe này bé Tư. Cái này cái bao tử chứ phải máy sai sân tố mà xua sai lẹ vậy. Ê, không? Vậy á. Ê, vô, còn miếng nè. Hồi nãy ai đưa em 500.000 chưa thói tiền vì mê sắc đẹp của em. Không nhận tiền hỏi ai à? Ai? Giơ tay lên nhận 500.000 nó thưởng. Cái câu mày gài là vụ mê sắc đẹp nên tao không dám giơ tay đó. Có 500.000 nữa không nhớ thôi ai không? Lợi cha mà. Nó nhập vô cũng cắt ngang cuộc vui đó nữa. Ê nó nghe nè. Ê hoa hậu mà một bắt có được giải thưởng không? Chứ tao thấy chuyến này là làm ít dữ nhiều rồi đó. Bệnh sao đâu, ba cái cồn này mà phun vô mắt đi uống ổn không gì không? Bệnh viện mắt điện biên Phủ là trả tao về rồi đó nha. Xử lý cho mẹ đi ra tổ chức ơi. Vậy sao còn đi cử gì nữa không? Ê cụ che đi em. Dạ anh ơi bây giờ tạm thời anh vô trong nghỉ ngơi xíu nè. Dạ chú em nói rồi tôi nghe rồi từ một tiếng một rồi đứng đây có bà con rồi chú em nói tiếng tôi nghe được không? Dạ là con cụ chè được đó không? Dạ xin mời thí sinh mình đi vô trong mình nghỉ chút xíu đi. Chút xíu mình nhậu chặt 2 tăng 2. Nãy giờ quên bụng cái. Nó ngủ mà nó quên nó nhậu nó quên luôn giới tính của nó. Rồi. Cái đó cái gì? Nghe bây giờ. Đâu ai cười gì đâu. Cái đó đồ trắng là cười gì? Không cái gì đâu. Đâu không cái gì? Đâu có đâu. Trời ơi, tỉnh táo mặt mày nha, rồi tỉnh táo nha. Trời ơi, tỉnh táo mặt mày nha, rồi. Trời. Ổn không ạ? Rồi, thí sinh chúng ta vô trong phòng nha, em điều đào tới nha.